xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình. Thì clip hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn gọi là gà hấp muối và sả chanh nhá. Lâu lắm rồi không ăn mấy cái gà này thèm, nhưng hôm nay lấy ý định làm món này. Thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng đây. Đây này, sả chanh và gừng đây. Đây một chút thái nhỏ ra để tí mình cho vào cho con gà. Tiếp theo đây là nhân vật chính của chúng ta đây, đó con gà mình đang làm sẵn rồi nhé. Tại hôm qua làm từ hôm qua nên hôm nay bỏ tủ lạnh nên là nó hơi cứng một tí, phải ngâm nước cho nó lạnh bớt lạnh nhưng cho nó tan đá hay không tí nữa, hấp còn lâu mới chín. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi chế biến và thưởng thức nhé. Ok, sau khi chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ tiến hành chế biến gà. Sau khi mà mình đã ngâm cho nó hết lạnh thì bắt đầu là chúng ta rửa sạch một lần lại, nữa. Đó, sau đó chúng ta sẽ cần làm cho nó ráo nước ra nhé. Ok, ráo nước xong bắt đầu mình sẽ cho những cái cho sả rồi là lá chanh rồi là gừng này, sau cái thái nhỏ thì chúng ta sẽ cho vào bên trong. Ok, rồi chúng ta sẽ cho gia vị đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị muối và sả. Đây, muối thì chúng ta sẽ đổ xuống phía dưới xoài này nhé. Chúng ta sẽ bỏ làm sao mà cho cái lớp muối này nó sẽ dày khoảng tầm 1 đến 2 phân, kín cái đáy nồi này. Đó, kín cái đáy nồi này. Ok. Và việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái sả này nhé, để chúng ta sẽ gác lên mặt cái muối này, cái đít nồi này. Chúng ta làm cái này để làm gì? Có nghĩa là khi mà mình đặt gà lên ấy, thì con gà nó sẽ không bị tiếp xúc trực tiếp cả muối, thì nó sẽ không bị mặn, không bị cháy khi mà chúng ta đang hấp nhé. Nếu mà mình để mà nó tiếp xúc với muối thì nó sẽ bị kiểu như bị cháy, mà nó sẽ mặn, cả rất là mặn luôn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ rải cái lá chanh này, rải lá chanh lên mặt. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong một cái lớp muối, lớp sả và một lá chanh. Bây giờ chúng ta sẽ cho gà vào nhé. Có vẻ như con gà này nó vừa khít luôn các bạn ạ. Nó hơi to, cái xoong nhà mình nó hơi bé. Đấy. Rồi, mình đã bỏ con gà vào trong rồi. Bây giờ thì tiến hành bỏ lên bếp thôi. Nếu ạ, và mình cũng thêm bổ sung thêm một chút nữa là mình cho thêm một chút hạt tiêu vào. Đấy, tùy khẩu vị của từng người đấy các bạn nhé, không phải ai cũng thích đâu. Đấy, mình sẽ rắc lên một chút hạt tiêu lên trên này để cho con gà nó có vị thơm hơn, có vị cay. Đấy. Chúng ta xoa đều đi cho nó dính vào gà. Và khi chúng ta làm nhớ là để phần lưng của con gà xuống các bạn nhé, tại vì phần lưng nó khó chín hơn. Ok,
Bây giờ đến công đoạn tiếp theo, đó là mình sẽ bỏ lên bếp và hấp nhé. Bây giờ mình sẽ để lên bếp và hấp. Chúng ta sẽ hấp thường là trong vòng khoảng tầm 30 đến 45 phút nhé. Mình sẽ đun lên. Trong vòng 30 đến 45 phút thì nó sẽ được. Ok. Gà hấp muối xả chanh, hy vọng nó sẽ thành công. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi nhé. Ok, trong khi chờ đợi món gà hấp muối xả ớt thì tôi sẽ đi làm thêm một món ăn nữa để cho bữa trưa ngày hôm nay, đó là món mướp xào không các bạn ạ, để cho thêm một phần tí rau củ không ăn độc gà không mệt lắm. Các bạn xem clip mà thấy hay, thú vị gì thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe để mình có thêm chút động lực nhé các bạn nhé. Xem nó như thế nào nhé. Chứ tôi ngửi mùi thơm hấp dẫn lắm rồi. Wow, tuyệt vời. Mùi xả và mùi lá chanh, quá tuyệt vời luôn. Các bạn nhớ, nhưng mà để nhỏ nhỏ nữa nhé. Rồi khi mình hấp thì mình sẽ cố gắng là Không nên mở cái máy vung ra, tại vì nó sẽ có hơi nước rơi xuống và nó sẽ không được tốt, còn có khi còn bị hỏng xoong luôn đấy. Ok, chờ đợi tiếp nhé. Ok, sau gần 40 phút thì gà nó đã ra như thế này rồi. Khi nó đã chín chưa? Bây giờ tôi sẽ thử. Đây các bạn sẽ chọc thử vào cái đùi này. Nếu mà nó ra cái nước mà nó hơi hồng hồng ấy thì là gà nó siêu được. Ở đây là gà nó đã gọi là ok rồi, coi như là chín rồi các bạn nhé. Sau 40 phút, chính xác là 40 phút thì nó đã chín rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp đi, chờ một lúc rồi chúng ta sẽ bỏ ra để có thể sử dụng nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt bê xuống để cho ra các bạn nhé. Ôi, không biết thành quả đây làm như nào đây. Nóng đấy. Wow, thơm thế. Vâng, ưa thơm thế. Gà ta ở quê gửi lên nó khác. Cẩn thận gãy đũa. Nó chật quá. Cái nồi này nó bé quá các bạn ạ, nên là nó hơi bị chật. Đây, đã xong.
không bị hỏng son các bạn. May quá. Sáng cứ ăn được gì? Ăn gì nữa? Ngon mà. Thơm phức luôn các bạn. Đây là món nước xào của tôi. Ok, cùng xem nó như thế nào các bạn nhé. Ok, bây giờ là đến lúc thưởng thức rồi các bạn ơi. Đấy, bữa cơm không gọi là đạm bạc đâu, sành khá là tốn kém ấy. Đấy, bữa tay này hôm nay là một tay tôi làm lên. Thế mà vợ tôi vẫn mặt xị như bị, không biết thế nào cho vừa nữa. Thiếu tí cắt chân, cắt ra đi chứ để rắn anh cắt ra chanh nhỉ. Kìa, anh cắt ra chanh nhỉ. Ngọc ui giời, dính lắm. Miếng đầu tiên nóng đúng. Ngọt chưa? Ui giời, gãy kìa. Nóng. Đùi gà cũng nóng. Nó núng mà nó nóng. Nó núng này. Để ăn ở đâu? Cắt một cái khớp. Khớp vặn ra một khớp này. Đấy. Cắt đầu ra. Nũng quá, nũng một tí giống kiểu gà hầm ấy. Ngon 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 quá, ngon luôn. Bây giờ chúng tôi hãy cùng thưởng thức đi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau các bạn nha.